Xin kính chào toàn thể quý vị và chào các bác nhé. Thế cũng lâu rồi không bỏ cái sách vở ra để nghiên cứu cái ngày tốt trong các tháng. Hôm nay em sẽ có thời gian rảnh chút thì lại nghiên cứu cái ngày đẹp, ngày tốt trong tháng 5 năm 2022 thì phục vụ các bác làm các cái việc lớn trong tháng 5 nhé. Cũng sắp hết tháng 4 rồi, sắp sửa sang tháng 5 âm lịch rồi. Làm video để các bác tham khảo các ngày đẹp và ngày tốt trong tháng 5. Nếu như mà các bác thấy hay thì đừng quên đăng ký kênh ủng hộ cho em, và mình ấn vào nút chuông thông báo để khi nào có video mới thì các bác sẽ xem và tham khảo nhé. Thấy trong thời gian vừa qua một số bác là nhắn tin cho em bảo là vẫn chưa được tin tưởng cái quyển sách nhà em lắm, thì chia sẻ với các bác là sách này nhà em là sách cổ từ thời các cụ để lại. Quyển sách này nhà em là mới đầu là toàn là chữ Hán Nôm, sau đó là các cụ nhà em dịch sang chữ Quốc ngữ để cho lưu truyền cho con cháu xem cho dễ. Có bác nào mà chưa tin tưởng ấy thì các bác có thể xem cái tham khảo cái ngày tốt của nhà em, sau đó các bác theo dõi cái ngày đó trong làng trong xã nhà mình có người ta có làm nhiều việc lớn không thì là mình sẽ rõ ngay. Ví dụ chẳng hạn ngày tốt thì rất là nhiều người nhà, nhiều nhà người ta cưới hỏi hoặc là đổ mái hoặc là lên nhà mới hoặc là khai trương cửa hàng làm các việc lớn. Đấy là các bác có thể áp dụng vào đâu. Có bác nào mà muốn xem cái ngày tốt và giờ tốt, ngày xấu, giờ sát chủ và giờ hoàng đạo thì các bác có thể điện thoại trực tiếp cho em. Còn đâu bây giờ là em sẽ đi xem chi tiết ngày một để các bác có thể nằm ở nhà các bác cũng nắm được cái ngày tốt thì không cần phải đi nhờ xem xét gì cả. Cái ngày tốt trong tháng 5 này thì có ngày mùng 1 này, ngày lục hợp này. Ngày lục hợp này thì là ngày cực đẹp luôn. Lục hợp. Lục hợp tức là nó làm mọi việc sẽ hợp theo ý của mình. Đấy là ngày lục hợp. Ngày rất là đẹp. Ngày mùng 2 này là ngày thân, ngày sát chủ. Thì không nói các bạn biết rồi, ngày sát chủ ngày rất là độc. Các bác bỏ qua cho em. Ngày mùng 3 ngày dậu minh đường hoàng đạo tiểu hồng sa. Ngày mùng 3 này thì mùng 3 này thì thật sự với các bác là ngày tam lương. Đấy, các bác bỏ qua cho em. Ngày mùng 4 là ngày tuất nguyệt giải hội phúc. Thì xin chúc mừng các bác ngày mùng 4 này ngày rất là đẹp này. Ngày nguyệt giải hội phúc. Thì nguyệt giải tức là nó sẽ giải được mọi các cái sao xấu, sao hạn này. Hội phúc thì đứng chữ phúc rất là đẹp rồi. Ngày mùng 4 ngày đẹp các bác ghi vào cho em. Ngày mùng 5 thì là ngày nguyệt kỵ. Đấy. Mùng 5 14 23 các bác bỏ qua. Ngày mùng 6 ngày tí ngày thụ tử. Ngày thụ tử thì nó không khác gì ngày sát chủ, rất là độc. Ngày mùng 6 các bác bỏ qua. Thì cái em sẽ đi luôn vào cái ngày tốt. Mình không đi phân tích từng ngày, nó sẽ lâu thì các bác sẽ nhàm chán. Sau đó các bác sang đến ngày 11 ngày 11 là ngày tỵ này. Đây, ngày 11 ngày tỵ phúc hậu thiên y này. Phúc hậu thiên y rất là đẹp này, vừa đứng chữ phúc vừa đứng chữ thiên. Phúc hậu tức là sẽ tốt cho hậu vận về sau. Ngày 11 ngày tỵ ngày đẹp các bác ghi vào nhá. Sau đó sang này ngày 16 là ngày tuất này. 16 ngày tuất này. Nguyệt giải hội phúc. 16 này rất là đẹp luôn. Ngày nguyệt giải hội phúc cực đẹp luôn. Các bác ghi vào nhá. Ngày tuất ngày nguyệt giải hội phúc ngày 16 này. Sau đó sang đến ngày 17 này. 17 này là ngày thiên đức ngũ phúc không phòng. Ngày 17 này thì ngày không phòng, các bác chỉ cần tránh cưới cho em thôi. Tuyệt đối là không được cưới vào ngày 17. Còn nó làm mọi việc lớn sẽ làm trong 17 là đẹp. Ngày thiên đức ngũ phúc. Thiên đức rất là đẹp rồi, ngũ phúc cũng rất là đẹp. Đấy. Ngày 17 các bác chỉ cần tránh cưới thôi, còn nó làm mọi việc lớn đều được. Sau đó sang đến ngày 19 này. 19 ngày Sửu. Ngày 19 này thì là chúc mừng các bác là ngày hoàng đạo. Tìm cả tháng được đúng một ngày hoàng đạo là ngày 19. Do vậy các bác rất nên làm vào ngày 19 này, ngày Sửu này.
Thánh Tâm Cát Khánh rất là đẹp rồi, Thiên Đức Hoàng Đạo thì ngày Hoàng Đạo là các bác ngày 19 cực đẹp luôn. Các bác rất nên áp dụng ngày 19 này, các bác ghi vào nhé. Sau đó sang đến ngày 25 là ngày Mùi này. Đấy. 25 ngày Mùi, ngày lục hợp cũng rất là đẹp. Ngày lục hợp em cũng chia sẻ rồi đấy. Thì các bác xem và tham khảo hai ngày tốt trong tháng 5. Thì có gì mà thắc mắc thì các bác cứ bình luận hỏi ở bên dưới, em sẽ giải đáp và các bác có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại hoặc Zalo 0972 362 125. Em sẽ hỗ trợ các bác xem các ngày tốt từ khi mình động thổ, đổ móng, đổ mái và lên nhà mới. Em sẽ hỗ trợ các bác từng giai đoạn và cưới hỏi rồi là tất cả các thứ muốn làm các việc lớn thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với em. Thì nay em xin được kết thúc video tại đây. Chúc các bác thật là nhiều sức khỏe nhé.